Dolly Parton, Song Teo L, My in Lyric. Bạn đang nghe sách từ sách gọn.com Phần 1 Thông tin chi tiết về Dolly Parton và Dolly Parton của Robert O.R.M.A.N.N. Song Teo L, My in Lyric. Phần 2 Tổng quan Dolly Parton, Song Teo L My Life in Lyrics 2020 là cuốn tiểu sử được viết bởi nhà báo âm nhạc Robert O.R.M.A.N.N. và chính Dolly Parton, để tạo ra bức tranh về cuộc đời mình, O.R.M.A.N.N. và Dolly khám phá những câu chuyện cá nhân, những kỷ niệm và hiểu biết đằng sau 175 lời bài hát. Dolly đã có hơn 60 năm kinh nghiệm viết lời và ca sĩ cô ấy được coi là một biểu tượng không chỉ của các ca sĩ nhạc đồng quê mà còn của các nhạc sĩ và những người có ảnh hưởng đến nhạc pop. Cô ấy là một người đa dạng và là một nhà giao vần tài năng. Cô ấy thể hiện niềm đam mê và sự lạc quan trong tính cách và lời bài hát của mình, bao gồm nhiều chủ đề từ chúa đến mãi dâm. Cuốn tiểu sử này cung cấp những chi tiết chưa từng thấy trước đây về công việc của Dolly. Phần 3. Thông tin chi tiết từ chương 1. Một Dolly sinh ra ở Grasmuky Mountains vào ngày 19 tháng 1 năm 1946 trong một gia đình nghèo ở nông trại. Cô ấy bắt đầu viết lời bài hát khi còn là một đứa trẻ mới biết đi và lần đầu tiên xuất hiện trên TV ở tuổi 10. Cô ấy bắt đầu thu âm ở tuổi 13. Hai mẹ của Dolly rất yêu âm nhạc và khuyến khích cô ấy theo đuổi âm nhạc từ rất sớm. Bài hát đầu tiên Dolly viết khi còn nhỏ là Little Tiny top nó dựa trên búp bê lõi ngô làm bằng tay. Mẹ cô đã viết ra nhiều bài hát thời thơ ấu của cô và lưu chúng lại. Ba Bill Owens, chú của Dolly, là một người chơi guitar và viết nhạc. Anh ấy đã tặng cho cô bé 8 tuổi Dolly cây đàn guitar thật sự đầu tiên của cô ấy. Cây đàn này đã hỗ trợ cô ấy trong việc sáng tác. Cô ấy nhớ lại đã viết một bài hát về việc đạt được những điều tuyệt vời nhờ tin tưởng vào bản thân. Bài hát dựa trên một cuốn sách dành cho trẻ em. Bốn cốt hợp mang đi Colors 1968 là một trong những bài hát nổi tiếng nhất của Dolly. Mẹ cô đã may cho Dolly một chiếc áo khoác từ những mảnh vải vụn có màu sắc khác nhau. Cô ấy trân trọng chiếc áo khoác, nhưng những đứa trẻ ở trường trêu chọc cô ấy về nó. Điều đó khiến cô ấy đau đớn và tổn thương. Bài hát dạy về bắt nạt, tình yêu, sự chấp nhận và nuôi dạy con cái tốt. Năm Dolly thích trở thành một cô gái nông thôn. Cô ấy hát về ngôi nhà trên núi Tennessee của mình và cách cô ấy thường ngồi cùng gia đình trước khi nhà và hát. Sáu cha của Dolly không biết chữ, nhưng cô ấy rất quý ông ấy. Cô ấy đã viết một bài hát về đồi ủng của anh ấy để thể hiện tất cả những hy sinh mà anh ấy đã làm với tư cách là một người cha yêu thương. Anh ấy rất thông minh nhưng cảm thấy xấu hổ vì sự mù chữ của mình. Bảy Dolly bắt đầu thư viện trí tưởng tượng để dạy mọi người đọc và viết, đồng thời nhờ cha cô ấy giúp đỡ. Tám tiến sĩ Robert Thomas là một người thành phố có học thức đã chuyển đến Smoky Mountains. Ông quản nhiệm một nhà thờ và có một phòng khám. Anh giao hàng cho Dolly và được trả một bao bột ngô. Chính Dolly nhớ tất cả tình yêu thương mà cha mẹ đã dành cho cô và 11 anh chị em của cô. Cô ấy coi những ký ức tuổi thơ của mình là những ngày xưa tốt đẹp, mặc dù chúng rất tệ về mặt kỹ thuật. 10 hành trình chuyên nghiệp của Dolly bắt đầu khi chú của cô đưa cô đến Knoxville để thử giọng cho CIS Walker. 11 CIS Walker, một doanh nhân và người dẫn chương trình truyền hình, cùng các ca sĩ nhạc đồng quê các và Pearl Butler đã đóng một vai trò quan trọng trong sự nghiệp khởi nghiệp của Dolly. 12 đĩa đơn đầu tiên của Dolly được phát hành vào năm 1959. Trong khi đó, chú của cô ấy là Bill đã giúp cô ấy có một vị trí trong răng Ole Opry thông qua ca sĩ nhạc đồng quê cằn nhằn Jimmy Newman. 13 Paradise Road 1998 là một trong những bài hát tự sáng tác yêu thích của Dolly. Đó là việc rời khỏi những ngọn núi và đang trên đường đến thiên đường. Đó là việc đạt được ước mơ của cô ấy. Phần 4. Thông tin chi tiết từ chương 2 một bút đi Kielan đã ký hợp đồng với Dolly với tư cách là một nhạc sĩ nhân viên ở Nashville cho công ty xuất bản của anh ấy khi cô ấy 15 tuổi. Hai bút đi nói với Dolly rằng cô ấy cần học xong và bố cô ấy sẽ không để cô ấy sống ở Nashville khi còn nhỏ. Dolly trở thành người đầu tiên trong gia đình học xong trung học và bắt xe buýt đến Nashville ở tuổi 18. Bà Dolly nhận các công việc như bồi bàn để trang trải cho bản thân trong thời gian ghi hình. Bản hết đầu tiên của cô ấy là một bài hát do cô ấy viết, Guts Because I'm a Woman 1965, được thu âm bởi Loretta Lynn. Bốn Dolly kết hôn với Cardin vào năm 1966, một tháng sau khi phát hành Book IT of Until Tomorrow, đã giành được giải thưởng BMI. Bài hát được viết bởi Dolly và chú Bill của cô ấy, đó là về một người phụ nữ yêu một người đàn ông đối xử tệ bạc với cô ấy, nhưng cô ấy không thể rời bỏ anh ta. Năm ngôi sao nhạc đồng quê Kitty Els chú ý đến sáng tác của Dolly vào năm 1966 và thủ âm bài hát More Love Than Sen cho Dolly. Dolly là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Gales, một trong những người đầu tiên hát về quyền của phụ nữ. Sáu phiêu ở To The Flame 1967, do Dolly và chú của cô ấy viết, được Skitter David thu âm và trở thành một bản hit lớn. Bảy đô ly ký hợp đồng với Fred factor tại Momentum Records vào năm 1965. Lúc đầu, cô ấy thích nhạc đồng quê, nhưng dần dần cô ấy cảm thấy thoải mái hơn với âm nhạc thương mại và đã tạo ra những bài hát nổi tiếng như Đăm Một Lốn Đề và Something suy ý vào năm 1967. Tám đô ly đã sử dụng lời bài hát để nói chuyện cởi mở về các vấn đề như vai trò và quyền của phụ nữ, chiến tranh và cái chết, mại dâm tự tử và khao khát mất đi những người thân yêu. 9 giờ Brit 1968 là một bài hát do Dolly viết trước khi cô tốt nghiệp trung học nhưng được phát hành sau đó. Đó là về ý định tự tử. Mười các điên, chồng của Dolly, đét ánh đèn sân khấu và tránh nó. Khi mọi người hỏi Dolly về anh ấy, cô ấy sẽ nói rằng ngay cả khi họ chưa gặp anh ấy, họ cũng đã nghe những bài hát cô ấy viết về anh ấy. 11 đô ly thu âm phiên bản Just Because I'm a Woman của riêng cô ấy vào năm 1968. Nó đứng ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng quốc gia. Lời bài hát đề cập đến vấn đề cá nhân và xã hội về việc phụ nữ quan hệ tình dục trước hôn nhân bị đánh giá như thế nào. Không có nghệ sĩ nào khác vào thời điểm đó giải quyết vấn đề này. Phần 5. Thông tin chi tiết từ chương 3. Một Porter Wagoner là một ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng có một chương trình truyền hình. Anh ấy đã thuê Dolly làm ca sĩ nữ trong ban nhạc của mình và cô ấy đã tham gia cùng anh ấy trong chương trình của anh ấy. Hai mọi người luôn cho rằng song ca tình tứ nghĩa là ca sĩ đang ngoại tình. Dolly và Porter đã hát nhiều bản song ca tình tứ và họ không có quan hệ tình cảm. Ba Dolly thể hiện tình yêu sâu sắc với người bạn đời của mình trong bài hát The Last One To Talk Me 1971. Bốn gì di xích 1971 là một bài hát được viết bởi Dolly đã truyền cảm hứng cho một bộ phim Netflix năm 2019. Năm một số bài hát do Dolly và Porter viết không lọt vào top đầu của bảng xếp hạng, nhưng vẫn rất nổi tiếng trên các chương trình truyền hình của họ. Sáu đát đi cầm ghét me 1970 là một bài hát do Dolly viết cùng với dì của cô ấy. Dolly coi đây là một trong những bài hát buồn nhất mà cô ấy đã viết vì nó dựa trên câu chuyện có thật về một người phụ nữ bị đưa vào trại tâm thần do ghen tuông với chuyện của bạn đời. Bảy trong hai mặt của mỗi câu chuyện 1968 Dolly và Porter hát về một người phụ nữ và một người đàn ông buộc tội lẫn nhau và đánh nhau. Trên thực tế, họ đã đánh nhau rất nhiều ngoài đời do tinh thần tự do của Dolly và nhu cầu kiểm soát cuộc sống và sự nghiệp của Porter. Tám Dolly và Porter cũng cố tình cãi nhau nói những điều hài hước với nhau trên sân khấu ngay sau khi kết thúc một bài hát. Chính Porter và Dolly đã viết bản song ca nổi tiếng nhất của họ, dân Tê Stop Love Theme", vào năm 1974 trước khi họ tan rã. Họ thân thiết nhưng cả hai đều rất cứng đầu và làm việc cùng nhau đôi khi rất khó khăn. 10 album song ca thứ 13 của họ, "We Found It", 1973, có Dolly trong bộ tóc giả truyện tranh lớn nhất trong sự nghiệp của cô. 11 I Win Always Love You Yêu 1974 là một bài hát đặc giải Grammy do Dolly sáng tác ban đầu về những nỗ lực rời bỏ Porter của cô ấy. Bài hát được Whitney Houston thu âm vào năm 1992 và trở thành một hit lớn. Phần 6. Thông tin chi tiết từ chương 4. Một Dolly rời chương trình của Porter sau 7 năm. Từ năm 1971 đến năm 1975, cô đã giành được một số giải thưởng cho các bài hát của mình trong khi anh thì không anh ấy chỉ trả lương công đoàn cho cô ấy trong khi ngành công nghiệp âm nhạc ngày càng công nhận khả năng sáng tác và ca hát của cô ấy hai đô ly sử dụng những từ thơ mộng trong lời bài hát của mình vì cô ấy muốn vẽ nên một bức tranh trong tâm trí người nghe cô ấy yêu những con bướm và đã sử dụng chúng làm tài liệu tham khảo trong các bài hát của mình đặc biệt là những bài thơ mộng ngây thơ hòa mỹ và mô tả Bà Đào From Dover 1970 được người hâm mộ yêu thích mặc dù nó không thể được phát hành dưới dạng đĩa đơn do chủ đề của nó. Nó nói về tình trạng của những người phụ nữ mang thai ngoài giá thú. Người phụ nữ trong bài hát bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà vì mang thai. Bốn Do Len 1974 là bài hát được nhiều ban nhạc thể hiện và cover rộng rãi. Nó đã được đề cử giải Grammy vào năm 1974 đến 1975 nhưng cuối cùng đã giành được một giải vào năm 2017. Nó cũng truyền cảm hứng cho một bộ phim Netflix. Năm Đát Đi 1969 là bài hát nói về một người đàn ông bỏ vợ để theo một người phụ nữ trẻ hơn. Dolly tin rằng bài hát nói lên sự thật về một tình huống phổ biến. Sáu Mama, Say A Prayer 1969 là một bài hát về một cô gái điếm sống trong xe móc của mình. Dolly đã viết nó khi cô ấy vẫn còn hẹn hò với các và cô ấy đang ở trong một chiếc xe kéo. Hôm đó là lễ giáng sinh và cô ấy bật đèn đỏ trước cửa nhà mình mà không nhận ra đó là dấu hiệu của gái mại dâm. 7 A Lito a tham 1972 là một bài hát về một người phụ nữ mắc nợ không thể trả ngay tiền mặt cho đồ ăn của mình và muốn trả từng ít một bằng thẻ tín dụng của mình. Dolly tin rằng nhiều người đang mắc nợ và trải qua hoàn cảnh tương tự. 8 Dolly cũng đã viết những bài hát về chó cô ấy yêu chó và đã trải qua việc mất chó thông qua người thân của mình. Chính Dolly đã viết một bài hát Evening Set 1969 về những đứa trẻ trong trại cải huấn dành cho trẻ vị thành niên và những đau khổ mà chúng phải trải qua. Phần 7. Thông tin chi tiết từ chương 5. Một Dolly là một trong số ít ca sĩ nhạc đồng quê tạo ra những bài hát phúc âm ăn khách. Cô đã được trao giải màu và giải Grammy cho một số bài hát phúc âm của mình. Dolly đã viết những bài hát cho chính mình và với những nghệ sĩ khác về Chúa. Hai Dolly tin rằng Chúa nói với cô ấy thông qua thiên nhiên. Mặc dù tính cách sân khấu của cô ấy có vẻ rất giả tạo, nhưng cô ấy không thể tưởng tượng được việc sống ở bất kỳ nơi nào khác ngoài trang trại, tiếp xúc với thiên nhiên. Ba Golden Street of Glory 1971 là album phúc âm đầu tay của Dolly. Cô ấy không coi mình là người cực kỳ sùng đạo, mà là một người rất tâm linh. Cô ấy không phán xét và chấp nhận mọi tín ngưỡng. Bốn Dolly tin rằng nhà thờ của cô ấy là trái tim của cô ấy, nhưng cô ấy gắn bó với những bài hát phúc âm mà cô ấy đã học khi còn nhỏ. Năm Dolly yêu bố mẹ chồng. Mẹ của các, bà Ginny là một người phụ nữ tuyệt vời, sùng đạo mà Dolly rất yêu quý, nhưng bà mất sớm vì bệnh ung thư. Tuy nhiên, Ginny và Dolly đã cùng nhau thu âm một bài hát trước khi cô ấy qua đời. Sáu He S Everything 2012 là một bài hát do Dolly viết và thu âm với Queen Latifah cho bộ phim có tên Doi Phun Nổi Sể. Dolly tin rằng dàn diễn viên đã cảm nhận được sự hiện diện và vinh quang của Chúa qua bài hát đơn giản nhưng đầy ý nghĩa đó. Cô ấy muốn mọi người tôn vinh Chúa. Bảy sơ cô ở lớp 2016 là bài hát dựa trên câu chuyện có thật trong cuộc đời của Dolly. Cha mẹ cô lấy nhau khi còn trẻ và nghèo nên không mua được những. Dolly và các anh chị em của cô ấy đã tiết kiệm và tặng mẹ một chiếc nhẫn vào dịp Giáng sinh. Tám Dolly đã viết đáp đi guz An O. mang 1970 với người dì Dorothy theo đạo tin lành của cô ấy về một người đàn ông thuyết giáo già đã hy sinh rất nhiều, rất tốt bụng và cho đi. Câu chuyện đó kể về ông nội của Dolly. Chính bài hát Sion 1998 của Dolly được viết bằng giai điệu Amazing Ray mà cô ấy coi là một trong những giai điệu hay nhất mọi thời đại. Mười thè si cơ 1975 kể về một người đàn ông đang cố gắng tìm ra sự thật. Anh ấy không biết mình có phải là một cơ đốc nhân tốt hay không, nhưng anh ấy đang cố gắng trở thành. Anh ấy cần giúp đỡ để tìm ra sự thật, và anh ấy muốn một cái gì đó ngoài kia để giúp anh ấy. Phần số 8. Thông tin chi tiết từ chương 6 một Dolly được vinh danh là nữ ca sĩ của năm của màu vào năm 1975 và 1976. Vào thời điểm đó, Nashville đang giới thiệu một hạng mục phụ mới cho nhạc đồng quê giới thiệu các yếu tố nhạc pop. Dolly dễ dàng thích nghi với phong cách đó. Hai Dolly đến New York mà không có Porter vào năm 1976 để đàm phán với các giám đốc điều hành kỷ lục quốc gia hàng đầu. Ba The Ba Gen So 1975 là một bài hát do Dolly viết về tình yêu, nhưng bị một số người cho là đề cập đến mại dâm và không phù hợp để phát trên đài phát thanh chính thống. Cuộc kháng cự không kéo dài lâu và Dolly giải thích rằng đó không bao giờ là ý định của cô. Bốn cha của Dolly và những người thân khác đôi khi kiếm được thu nhập cần thiết. Nó làm tổn thương rất nhiều thành viên trong gia đình vì bố và họ hàng của cô ấy đã uống nó và ngược đãi gia đình họ. Nam Đô Ly thích đọc thuộc lòng, đặc biệt là khi chúng được lồng vào âm nhạc. Cô ấy giỏi chúng và đã thể hiện chúng trong một số bài hát. Sáu Bua Phốc Thao 1972 là một bài hát nói về việc lớn lên trong nghèo khó và làm thế nào bạn có thể hạnh phúc khi không có tiền. Bảy Tóc Do Gu Mừng 1972 là một bài hát gây tranh cãi khác, kể về hai người yêu nhau rất gợi cảm và tình dục với nhau. Nó nói về việc họ có rất nhiều thăng trầm trong mối quan hệ của họ nhưng họ không thể sống thiếu nhau. Tám Đô Ly không khẳng định hay phủ nhận việc ngoại tình. Cô ấy là một người rất đam mê, có khả năng cảm nhận được những gì người khác cảm thấy, ngay cả những nỗi buồn. Cô ấy có thể viết về chúng ngay cả khi chúng không phải của cô ấy. Phần 9. Thông tin chi tiết từ chương 7. Một Đô Ly đã viết khoảng 3. 000 bài hát, 450 trong số đó đã được thu âm. Cô ấy viết về mọi thứ, cho dù đó là khóc trong mưa hay già đi và quan tâm đến những người thân yêu. Hai nhạc sĩ cũng giống như diễn viên, họ có thể đóng các vai trò khác nhau. Nếu Dolly đang viết về Gino, cô ấy sẽ mạo danh một người như vậy. Bà Just The Way I Am 1972 nói về cá nhân Dolly. Nó kể câu chuyện về việc cô ấy thức dậy vào ban đêm và khóc và cười không biết từ đâu. Cô ấy nhạy cảm và cảm động trước hầu hết mọi thứ bốn em bị Lu Harris trở thành người đầu tiên trong thế hệ của cô ấy đạt được thành tích cao nhất với bài hát tu đắt đi 1975 của Dolly Parton. Nam mơ hát gác yêu Dolly nhưng tình yêu của anh không được đáp lại. Cô ấy viết Kentucky Gambler về anh ấy, trong khi anh ấy viết Always Wanting yêu cho cô ấy. Sáu quan tình giữa Metal Heaven 1985 được thu âm bởi quê lộ Jennings trong thời kỳ Dolly đang tìm kiếm sự giải phóng nghệ thuật nhiều hơn. Bảy bạn có thể trở thành anh hùng cho ai đó, ngay cả khi bạn không phải là chính mình. Phần 10. Thông tin chi tiết từ chương 8. Một tay guitar và ca sĩ hòa âm của Foster rời ban nhạc và biểu diễn cùng với sự ra đi của Dolly. Hai khi Fred Foster gần như phá sản vào năm 1982, Dolly và Willie Nelson đã sáng tác một bài hát để cứu Foster khỏi phá sản. Bà Candy Rogers và Dolly là một cặp song ca nổi tiếng và là bạn tốt của nhau. Bố mắt David đã giúp Dolly bằng cách cho cô ấy lời khuyên về Hollywood vào năm 1989. Một thập kỷ sau, họ trở thành đồng biên kịch. Năm nơi người đẹp sống trong ký ức 1977 là bài hát mà Dolly muốn chuyển thể thành phim mà cô đóng vai bà già. Sáu Dolly viết To Dust Down 1977 khi ở khách sạn Cô ấy đang ăn kiêng nghiêm ngặt với đồ uống có protein và không thể thưởng thức đồ ăn với ban nhạc của mình ở tầng dưới. Bảy Dolly luôn nói rằng điểm yếu của cô ấy là thức ăn, tình dục và âm nhạc, nhưng không nhất thiết phải theo thứ tự đó. Tám trăm bảy đêm 1978 là bài hát nói về anh trai của Johnny Cash, Floyd, là một nghệ sĩ tài năng theo đúng nghĩa của anh ấy, nhưng chưa bao giờ trở nên nổi tiếng như Johnny. Nó cũng nói về việc Johnny và Floyd sẽ đi chơi và viết bài hát cùng nhau như thế nào. Phần 11. Thông tin chi tiết từ chương 9. Một năm 1980, Dolly đóng vai chính trong 9 to năm, một bộ phim được đề cử giải Oscar. Bài hát chủ đề cùng tên của cô đã đoạt giải Grammy. Concept album 9 to năm đã giành 10 tuần ở vị trí số 1 trong các bảng xếp hạng quốc gia và giành được một đĩa vàng. Hai Stay Out of My Bedroom 1984 với Sylvester Stallone có lời bài hát khiêu dâm nhất mà Dolly đã hát. Ba God Gun Get Yêu 1986 đã được Dolly sửa đổi nhiều lần và nó bao gồm các tham chiếu đến nhiều bài hát nổi tiếng. Bốn Dolly coi Jackie Scan tới là người giống cô ấy nhất về mặt âm nhạc. Năm Dolly rất thích đóng vai chính trong chín Top 1992 vì cô ấy liên quan đến nhân vật đưa ra lời khuyên tốt. Sáu chim sơn ca thung lũng xanh 1998 là ca khúc chủ đề của một trong những bộ phim truyền hình Lifetime của Dolly. Cô ấy thực sự thích tiêu đề của bài hát. Bảy giai phun nổi sẽ 2012 là bộ phim Dolly đóng vai chính nhưng không nhận được nhiều sự công nhận. Tám bài hát gân in the movie được phát trong bộ phim đùn Plin 2018 và được đề cử giải Grammy. Chính Dolly tin rằng việc ở Hollywood đã mở rộng phạm vi sáng tác của cô ấy. 10 bài hát của Sandy 1979 dành tặng cho người quản lý của Dolly, Sandy Galin. Nó nói về cách Đức Chúa Trời quan tâm đến những điều trong lòng bạn chứ không phải tôn giáo của bạn. Phần 12. Thông tin chi tiết từ chương 10. Một mặc dù thành công, Dolly vẫn phải chịu đựng về tâm lý, tài chính và thể chất trong những năm 1980, ngay cả khi bị bệnh, Dolly đã viết, cô ấy đã tin rằng cuộc sống là một canh bạc nó không thể đoán trước và chúng ta phải chấp nhận rủi ro. Hai em Mỹ Lu Harris, Potter và Dolly đã có một album cùng nhau. The Pain of Loving You 1987 là một trong những bài hát đã trở nên thường xanh. Nó đã được ghi lại bởi nhiều nghệ sĩ. Bà Dolly tin rằng các nghệ sĩ nữ phải hỗ trợ và bảo vệ lẫn nhau. Bốn các Perkins và Dolly có lẽ là một trong những người đầu tiên đề cập đến từ đồng tính trong bài hát đồng quê Family 1991 phần 13 của họ. Thông tin chi tiết từ chương 11. Một Dolly có một bài hát tên là PMS Blues 1994 nói về những gì phụ nữ phải trải qua. Hai bạn có thể yêu cùng một người suốt đời, ngay cả khi bạn đã già. Bà Dolly đã quen với việc mọi người nói những điều không hay về cô ấy. Nhưng lại ghét điều đó khi nói về người khác. Bốn đau lòng giống như một con dao. Năm Dolly yêu nước và đã hát về sự kiện 11 phần 9 trong album For God and Country 2003 của cô ấy. Phần 14 Thông tin chi tiết từ chương 12 Một Little Sparrow 2001 là bài hát được người hâm mộ yêu thích. Hai Dolly và các đã kết hôn hơn 50 năm cô ấy đã viết From Here To The Muôn Bách 2012 về tình yêu giống như con tàu tên lửa của họ và nhảy theo bài hát trong một bộ phim. Họ không bao giờ gọi nhau bằng tên riêng, cô ấy gọi anh ấy là bố và anh ấy gọi cô ấy là con. Bà Dolly vẫn là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Thậm chí còn có búp bê Barbie mô phỏng theo Dolly. Phần 15 Inside From Chapter 13 một The Long Song 2008 là một bài hát nói về nỗi đau và nỗi buồn khi cảm thấy cô đơn. Hai đô ly tin rằng cô ấy đã hy sinh rất nhiều cho sự nghiệp của mình, đặc biệt là về tâm lý và thể chất. Nhưng nếu phải làm lại từ đầu, cô sẽ chọn con đường cũ. Phần 16 Thông tin chi tiết từ chương 14 Một đô ly nổi tiếng với thái độ tích cực và tinh thần lạc quan. Những đặc điểm này ngày càng ngấm vào âm nhạc của cô trong thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21. Hai bạn nên tự hào về nơi bạn đến. Một số người cảm thấy xấu hổ vì đến từ đất nước này, nhưng Dolly thì không. Bà Dolly tự hào là phụ nữ và tin rằng phụ nữ có thể làm bất cứ điều gì. Bốn ngay cả khi có nhiều điều tồi tệ trên thế giới, chúng ta vẫn nên làm điều tốt. Phần 17. Phong cách của tác giả Dolly Patton, Song Taylor nghìn Life in hai 2020 giới thiệu thông tin chi tiết ngắn gọn về 175 bài hát được đề cập. Tiếp theo là lời bài hát và sau đó là phần bình luận của chính Dolly về từng bài hát. Phần bình luận được theo sau bởi một bộ ảnh liên quan đến Dolly, nhiều bức ảnh rất hiếm hoặc chưa từng được nhìn thấy trước đây. Một chỉ mục của các bài hát được cung cấp và phong cách rất dễ theo dõi. Phần 18. Góc nhìn của các tác giả. Dolly tình xem mình như một người kể chuyện. Cô ấy kể những câu chuyện về cuộc đời mình và những người xung quanh. Âm nhạc vô cùng quan trọng đối với Dolly và việc sống thật với chính mình cũng vậy. Cô ấy giới thiệu mình với thế giới mà không cần đeo mặt nạ. Mặc dù cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng cô ấy sẵn sàng chấp nhận rủi ro và sẽ làm lại từ đầu. Phần 19. Đóng cửa. Chúng tôi hy vọng bạn thích thông tin chi tiết về Dolly Parton và Dolly Parton, song tèo lờ của Robert O R M A N N cuộc sống của tôi trong lời bài hát một cuốn sách để tìm hiểu thêm